chào quý vị đang đến với chương trình Chúc Tình Gửi Gió của Sài Gòn TV. Và chương trình là cái sự trao đổi của anh em chúng tôi về những cái tâm tình bằng những cái ngôn ngữ âm nhạc. Và người đồng hành với Hoàng Vy sẽ luôn là cô bé Hưng Holiday và Khoa Lưu. Xin chào hai em. Xin chào chị Vy. Và chương trình của chúng tôi thời gian vừa qua cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Và trong chương trình kỳ này, hôm vừa rồi Khoa biết không, chị Vy hỏi Hân là kỳ này mình sẽ nói và mình sẽ hát về chủ đề gì đây? Thì cô bé này gợi ý ngay rất nhanh là chị Vy ơi, vậy thì mình hãy hát mà mình hãy nói về yêu xa đi chị. Thì không biết là khi mà đề nghị cái này thì có tâm tình gì gửi gắm trong đó không? Em biết ngay là chị Vy sẽ hỏi con như vậy. Thật sự là tại vì em để ý là tại vì cái chủ đề mà tình yêu đôi lứa rồi tình yêu học trò là mình đã làm rất là nhiều rồi. Thì mấy tuần nay mình không có đụng gì tới chủ đề yêu đương gì nữa hết. Nên là tự nhiên cái mà lúc đó em đang nghe cái bài Yêu Xa của Vũ Cát Tường ở trên YouTube thì em nói thôi lấy này luôn đi cho dễ chọn bài. Chứ không phải là mình đang yêu xa ha? Dạ không ạ. Vậy thì yêu xa là cái gì? Yêu... Chắc chắn là đang nghĩ bụng chị Vy hỏi vậy mà cũng hỏi. Mà yêu xa là cái gì? Là hai người ở hai nơi xa cách với nhau. Là khoảng cách xa về mặt địa lý. Phải không Khoa, có bổ sung gì cho em đó không? Dạ. Dạ em cũng nghĩ như vậy. Thì xa về địa lý, mặt địa lý thôi. Còn nếu mà xa về mặt tinh thần thì... Thì không gọi là yêu xa. Thì nên chia tay. Dạ, cho nên có người nói là chúng ta xa nhau thăm thẳm thì nhưng mà lại rất là gần. Nhưng mà khi mà gần nhau thì lại với tay hoài không tới. Đó là một cái đoạn mà ngày xưa Hoàng Vy nhớ là cách đây vài năm mình có viết một cái câu như vậy. Khi chúng ta gần thì với tay hoài không tới. Vậy thì hai bạn có bao giờ yêu xa chưa? Dạ em thì có rồi. Có rồi hả? Dạ. Còn Khoa thì sao? Em thì có mà nhiều rồi. Nhiều nữa. Bao nhiêu cuộc tình yêu xa? Chắc 4 năm cuộc tình. Wow. Wow. Hân nói qua chứ Hân chắc cũng đâu kém em hả? No. Hân có bao nhiêu cuộc tình yêu xa? Dạ một. Trước khi mà Hoàng Vy sẽ đi sâu vô để hỏi hai cái bạn trẻ này là kể về cuộc tình yêu xa của mình, vậy thì hai bạn hãy hát đi, hát cho quý vị khán giả có cái tâm trạng mình tăng cái cảm xúc khi đầu vào chương trình. Vậy em xin gửi đến mọi người bài hát cùng chủ đề cùng tên với chủ đề là bài Yêu Xa của Vũ Cát Tường ạ. Dạ. Tiếng anh trước tôi nhớ em sương mùa lặng lẽ trôi qua. Anh đi về từng đêm bình yên đôi ta có nhau. Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh mắt người chợt chưa bao yêu thương. Trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây, còn thắm tim anh từ lúc ta thay nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao yêu ước nguyện, mình từng biết giao cho mai ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà không biết là ta lại bắt đầu với nhau hay là ta lại mỗi đứa lại bắt đầu với người khác. Hai bạn mùa. Cái kinh nghiệm yêu xa của hai bạn thế nào, kể một chút với khán giả chương trình đi. Bắt đầu với Khoa trước đi. Dạ em thì 4 năm mối tình yêu xa đó, mối tình yêu xa nào làm Khoa bây giờ vẫn nhớ nhất và vẫn khắc khoải nhất? Lần trước em cũng có chia sẻ là mối tình mà nó gây ấn tượng nhất là mối tình nó còn dở dang. Chưa đến nơi đến chốn mà mình còn nhưng mà mong. Cả 4 năm mối tình yêu xa đều dở dang hết phải không? Dạ không, chỉ có một cái cuối cùng. Dở dang là sao anh? Kiểu nói lời yêu nhau rồi nhưng mà lại không đến được với nhau. Là chưa từng đi chơi chung hay là chưa từng cùng bước, chưa từng chung bước. Vậy cái đó đã gọi là yêu đâu? Em cũng không biết nữa chị. Nhưng mà như ông bà mình nói đó, tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó. Như mấy lần anh em mình nói với nhau đó, lấy nhau về thì rồi Khoa kể tiếp đi Khoa. Dạ thì yêu xa thì cái quan trọng thì khi mà xảy ra chuyện gì ấy, thì mình cũng không có giúp đỡ nhau được, chỉ có qua lời nói thôi. Mà cảm xúc thì nó cũng hơi mập mờ, kiểu đường ai nấy đi. Tại cái mối tình đó là chưa có chín mùi, tức là hai bên đều có ý với nhau hết rồi nhưng mà chưa có tỏ ra ngoài và chưa có thời gian gắn bó. Như vậy là chưa có gắn bó. Cho nên rồi chưa kịp gắn bó, chưa kịp sâu đậm đã xa nhau rồi, thì nó cứ cần lưng lửng. Thì cũng những mối tình kia thì nó cũng gắn bó rồi mà khi mà xa nhau thì nó cũng cảm thấy mập mờ thôi chị. Vậy đó hả? Nó mịt mù hả? Vì vậy còn Hân thì sao? Cái mối tình yêu xa của em thì sao? Em thì khác với anh Khoa, là cái mối tình yêu xa của em nó là cái, có thể nói là cái mối tình sâu đậm nhất. Là cái mối tình đó đó? Là không, là cái tình đầu tiên của em, mối tình đầu tiên của em. Lúc đó em còn hình như em mới lên cấp 3 thôi. Thì tụi em quen nhau xong rồi em lại phải đi theo gia đình qua Mỹ. Xong rồi nhưng mà trước đó là tụi em đã có một khoảng thời gian là gắn kết khá là lâu rồi đó. Thì trong lúc đó, từ đó tới bây giờ em vẫn chưa kiếm được ai mà có thể giống như là chung cái nhịp đập giống như là cái bạn đó. Cả hai còn giữ liên lạc với nhau không? Tụi em vẫn là bạn. Thì hai bạn có nhớ cái cảm giác cái lần cuối cùng mà khi mà mình nói là mình sẽ phải xa nhau á, có nhớ không? Có nhớ cái ngày hôm đó nó như thế nào? Có nhớ cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Em thì em cái lúc mà mình chuẩn bị đi á thì mình không thấy buồn đâu. Cái lúc mà mình đi qua rồi á, mình nghĩ lại rồi mình mới thấy là trời ơi. nó buồn mà nó nhớ. Và chắc chắn là ngồi trên máy bay thế nào cũng là khóc sức mướt phải không? Có không? Phải thiệt. Cái lúc mà quá cảnh đó chị, lúc mà còn ngồi trên máy bay thì sao? Không. Có khóc sức mướt rồi có lấy cái napkin của hãng máy bay ra và ngồi viết thơ chị và làm thủ như, viết thơ và chị làm như em bánh bèo lắm nhỉ. Chắc còn hơn vậy hả? Nhưng mà hai bạn thấy là cái khó khăn của việc yêu xa thì nó như thế nào? Những cái khó khăn khi mà mình phải yêu xa. Với em là con gái thì em thấy là khi mà mình cần người ta nhất thì là những cái lúc đó người ta lại không có bên cạnh mình. Thì cái đó em thấy là khó khăn nhất. Mà con gái thì hay yếu đuối phải không? Mà nhất là con gái lại là những cái bông hồng rực rỡ thì lại có những cái vệ tinh xoay xung quanh, mà mình thì lại không kịp về, không kịp ở bên để mà chăm sóc, để mà che chở. Thì có người khác che chở và chăm sóc, phải không Khoa? Khoa thấy sao? Yêu xa thì có những cái khó khăn, thử thách gì? Dạ thì điều Hân nói là cái đầu tiên, những thứ hai là em thấy em rất là thích đọc những cái gọi là kiểu cái biểu hiện của người ta. Trên thì nếu mà mình không có thấy mặt được thì mình không có, thật sự em không có hiểu được cái suy nghĩ của người ta nhiều như là khi mà mình nhìn thấy tận mặt. Và có nhiều điều mà khi mà nếu mà không có giao tiếp tốt á, mà nếu mà người ta không nói thẳng ra thì rất là khó để biết, chỉ qua một cái dòng tin nhắn hay là một cái câu nói thôi thì nó rất là nhận thấy, rất là khó nhận thấy được. Kiểu như em ok không? Em ổn mà, nhưng mà thật sự là trong lòng là không ổn một chút nào hết. Con gái nó một là hai, nó hai là một.
Dạ, đàn ông cũng vậy, hỏi anh ổn không? Anh ổn mà, nhưng mà trong lòng không ổn gì hết. Thì Khoa nói đúng, đó là bởi vì cái xa cách về mặt địa lý, không có nhìn được mặt. Đúng rồi, Hoàng Vy rất là đồng ý, cho nên đâu có thực sự biết bên kia cảm thấy như thế nào. Thậm chí là khi có mâu thuẫn cũng vậy nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, nhìn thấy khuôn mặt kia nó dễ thương quá, thì mọi chuyện, những cái mâu thuẫn, những cái giận hờn nó sẽ qua rất là nhanh. Còn nếu mà cãi nhau mà trên phone, coi như là cãi triền miên từ ngày này sang ngày khác, phải không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Còn thử thách nào khác nữa không? Cái khó khăn nào khác nữa? À, em nghĩ là sự tin tưởng. Dạ. À, thực sự là phải tin tưởng nhau lắm mới có thể lâu bền trong cái việc yêu xa. Dạ. Em thấy vậy. Dạ. Dạ. Thì đó, vẫn trở lại cái ý nhất là yêu xa thì lại yếu đuối, mà chung quanh thì lại có nhiều cái cơ hội. Thế nào mà chẳng có những cái lúc ngã lòng, nó mua cho vài ly bô bà thôi, hay là dẫn đi ăn vài cái lẩu thôi. Thôi chị Vy à. Em rất là thích ăn lẩu. Là sẽ ngã lòng thôi. Dạ, nhắc về yêu xa. Chị Vy có không? Có chứ. Nhớ như in cái mối tình đầu khi mà thông báo là phải đi xa, phải đi mỗi đứa đi học mỗi nơi với xa. Trời, nhớ cái ngày hôm đó, nhớ như in lúc đó là 9 giờ tối và sau khi nghe tin sét đánh bên tai là về nhà trùm chăn và khóc, khóc suốt 2 tiếng. Khóc đến lúc mà ngủ trong khóc rồi ngủ hồi nào cũng không hay luôn. Và dậy thấy hai mắt sưng húp. Và thì hầu như là những cái bạn, nhất là bây giờ người ta nói là thế giới phẳng, con người đi khắp mọi nơi. Đúng không? Thì tình yêu nó cũng vì vậy nó cũng dễ bị chia xa hơn. Em nhớ cái lúc mà em chuẩn bị đi á, thực ra là em buồn nhưng mà trong lòng cũng rất là vui, tại vì giống như là em nghĩ là em sẽ được đi tới một môi trường mới, em sẽ được gặp, em sẽ có nhiều cơ hội hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Thực sự là trong đầu em cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà vẫn có cái gì đó nó hơi đau đớn, nó hơi rơi lệ. Đúng rồi. Nhưng mà vì cái lúc đó là nhỏ còn quá trẻ mà, cho nên nhỏ vẫn cảm thấy hâm hở với cái cuộc đời mới, chặng đường mới, phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, cho nên là buồn lấy lệ thôi, phải không? Nhưng mà qua đây rồi thì mới buồn thiệt. Và đến bây giờ là nỗi buồn đó nó vẫn... Em nghĩ nó đã nguôi rồi. Em không bao giờ nghĩ là nó sẽ nguôi như bây giờ. Vậy thì hát một ca khúc gì đó. Hát một ca khúc gì đó để nói về cái mối tình đã xa nhưng mà đã nguôi nguôi nhưng mà vẫn còn mãi ở trong tim mình đi. Có cái ca khúc mà em rất là thích. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thích, có tên gọi là Anh Mơ của anh Khang. Trước khi Hân Holiday hát thì Hoàng Vy xin bật mí với quý vị khán giả một chút là hôm nay cô bé bị cảm nhưng mà vẫn cố gắng, vẫn nói rằng không, em vẫn sẽ cố gắng hát. Và mong quý vị thông cảm nếu như mà cô bé có giọng có hơi sụt sùi một chút, nhưng mà cái giọng hát thì rất là real và cái cảm xúc cũng rất là chân thật, đúng không? Dạ, hy vọng là vậy. Hân hát đi Hân. Dạ, thank you chị Vy. Sáng nay em được gặp anh, lòng em hạnh phúc thật nhiều. Được nghe anh nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian em mơ được nhìn anh hé. Thank you.
xa. Anh mơ đợi kia đêm hè nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thầm thầm yêu em nhiều lắm. Ước mơ thời gian sẽ quay trở lại để em bước nói với anh thêm một câu rằng ngày mai.